Mày là ai? Nói! Vệ sĩ Sài Gòn. Hân hạnh được phục vụ. Henry, tôi là vệ sĩ của anh. Tôi không cần bảo mẫu. Đây là Henry, cậu ấy sẽ về Việt Nam để dự đám tang của cha. Là chủ tịch hội đồng quản trị của Lenny, công ty sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bầu ra chủ tịch mới. Nếu Henry không tới được buổi họp, cậu ấy sẽ mất trắng công ty. Cháu sẽ quay trở lại tiếp quản công ty. Henry bị bắt cóc rồi. Hả? Huyết Lan Hội. Chứ phải hỏi cho Lan đâu. What the?